Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là ví nam, ví nằm, da bò, ví đen viền nha mọi người. Đây là dòng ví rất phổ biến hiện nay và cũng rất là nhiều người sử dụng. Cái da này là nó xấu là do là da nha mọi người, chứ không phải là do quá trình làm mà nó bị như vậy nha. Đây là lỗi da nó kiểu vậy á. Người ta giống như người ta thuộc nguyên á, người ta không có tác động nhiều nên cái da nó vẫn còn thô sơ, nên là cái lỗi da nó thì nó sẽ có những vết thẹo nha mọi người. Đây là cũng là vết thẹo tự nhiên, người ta chỉ thuộc cho nó ấy thôi, cho nó đừng có mùi với cho nó bảo quản được lâu thôi. Còn là những cái thẹo đó là do tự nhiên nha mọi người, là do da nó đã có vậy rồi. Thì ở ở trong thì nó có ba ngăn nằm ngang và một ngăn đứng. Bên tay trái thì nó có một ngăn nằm ngang và một ngăn đứng. Tay trái á, mình có một ngăn kiếng, thì ngăn này mình có thể đựng những món đồ mình sẽ quên thì mình bỏ vào cho mình dễ nhớ. Rồi, mọi người có mua hàng có thể liên hệ qua số điện thoại là 0862 452 078 hoặc 092 4629 729. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh. Ở trong thì nó sẽ có ba ngăn nha mọi người, hai ngăn bình thường và một ngăn dây kéo. Thì ngăn dây kéo mình có thể đựng những món đồ quý giá mà mình bỏ vào khóa lại một cách an toàn. Còn hai ngăn bình thường kia thì đựng được rất là nhiều tiền và được lót bằng da luôn nha mọi người. Dòng quý này đặc biệt ở trong là lót bằng da luôn, dòng quý thường thôi mà được lót bằng da thì nó sẽ cao cấp lên. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem, mọi người thấy hay nhớ chia sẻ.